Thưa quý vị và các bạn, sáng mai, thứ Bảy ngày 4 tháng 5, diễn ra hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động được tổ chức nhiều cuộc trong năm theo từng chủ đề cụ thể như về lĩnh vực thuế, hải quan, tài nguyên môi trường để tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Cộng đồng trên 17.000 doanh nghiệp trong tỉnh, từ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cho đến các doanh nghiệp sản xuất, thương mại đều cảm nhận được sự thay đổi về môi trường đầu tư kinh doanh của Hưng Yên. Điều này được chứng minh qua các con số về tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách hành chính đều đứng trong top đầu cả nước và từ chính tiếng nói của các doanh nghiệp. Khi chúng tôi về đầu tư và đặc biệt là các nhà đầu tư thứ cấp trong công nghiệp, họ đánh giá rất là cao cái công tác hỗ trợ các cái thủ tục ngay từ khâu ban đầu. Đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách hành chính, tỉnh Hưng Yên làm rất là tốt. Và cộng đồng doanh nghiệp rất là vui mừng vì cái chỉ số như vậy. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn khi mà tỉnh đã thường niên tổ chức ra những chương trình này, nghe những cái ý kiến của doanh nghiệp để nhằm tháo gỡ những khó khăn kịp thời. Với phương châm chính quyền đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, trong bối cảnh các địa phương cả nước đều đưa ra nhiều chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn có nhiều hơn nữa những buổi gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ giải quyết thỏa đáng kịp thời những khó khăn, vướng mắc chính đáng doanh nghiệp đang gặp phải, tạo xung lực mới cho các doanh nghiệp bứt phá, phát triển. Mong muốn rằng tỉnh cũng tổ chức nhiều cuộc họp chung và những cái cuộc họp chuyên đề riêng nhiều hơn nữa để nắm bắt cũng như là cùng đồng hành với các doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, rồi cùng là chia sẻ và giúp các doanh nghiệp yên tâm hơn nữa và có nhanh thích ứng với thị trường cũng như là có cơ hội để phát triển và mở rộng và yên tâm đầu tư ở tỉnh Hưng Yên. 4 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đứng nhóm đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Lũy kế đến nay, có hơn 2.240 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài với số vốn đăng ký trên 330.000 tỷ đồng và hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là những con số biết nói, khẳng định niềm tin của doanh nghiệp và môi trường đầu tư tại tỉnh Hưng Yên.